Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Hôm nay thị trường chúng ta có một phiên phục hồi khá là tốt, khoảng tăng khoảng 28 điểm, 2,4%. Và với cái khối lượng giao dịch thì nó cũng ở cái mức vừa phải thôi, nó chỉ nhỉnh hơn ngày phiên ngày hôm qua một tí thôi, khoảng đâu đó khoảng 10% thôi. Thì đây một cái phiên mà giúp cho nhiều nhà đầu tư là chúng ta cảm thấy lại là có hy vọng, và cũng như là rất là nhiều nhà đầu tư là chúng ta hay có một cái nhận định là thị trường nó cũng đã tạo đáy xong và bắt đầu một cái chu kỳ tăng mới. Thì Sơn cho rằng thì vậy câu hỏi đó là chúng ta có mua được chưa? Thì theo quan điểm cá nhân của Sơn thì đây vẫn chỉ đang là một cái nhịp hồi phục kỹ thuật thôi, tức là giảm giảm sâu và giảm nhanh quá thì nó sẽ có cái xu hướng là nó phục hồi kỹ thuật, cũng như là sẽ có những cái hoạt động nhà đầu tư bắt đáy đó, bắt đáy và phục hồi. Để là những nhà đầu tư bắt đáy thì chúng ta thấy là có chốt được cái lợi nhuận nó tốt, và chúng ta thấy là đây là cái một cái mô hình gọi là có hai đáy ngắn, hai đáy nhỏ ngắn hạn, đúng không? Và bắt đầu hôm nay là bật lên, thì khả năng thì phiên ngày mai thì khả năng là phiên sáng vẫn tiếp tục là khả năng là xanh điểm, đầu phiên vẫn xanh điểm. Tuy nhiên thì khi chọn chị chạm cái đường EMA10 này thì tôi nghĩ là bắt đầu sẽ có cái hoạt động rung lắc mạnh đó, và khả năng thì thị trường nó cũng sẽ không có qua được cái mốc 1220 để trong cái nhịp hồi này. Và sau đó thì để thị trường nó gọi là nó muốn tạo đáy hay chưa thì chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để chúng ta xác nhận. Tức là chúng ta thấy là ở giai đoạn cũng như là gần nhất đi là tháng 9 năm 2023, thì khi thị trường tạo đáy thì chúng ta thấy là đầu tiên sẽ có những cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ, đúng không? Những cái phiên tăng điểm rất là mạnh này, 3,4%, 3,1%, sau đó là sẽ đến một cái đoạn sideways tích lũy đó. Thì chúng ta thấy là ở đây là chúng ta mới có một cái phiên thôi, phiên tăng thôi, và với cái mức độ này thì cũng chưa phải là quá bùng nổ. Và ngày hôm nay thì trên sàn HOSE thì cũng chỉ có tầm khoảng 17 mã tăng trần thôi, thì cũng chưa phải là một cái phiên gọi là bùng nổ mà xác nhận mà chúng ta tự tin là đẩy được ngay ngày hôm nay được đó. Và chủ yếu là chúng ta thấy là cái tâm lý của thị trường ngày hôm nay dẫn dắt chính là bởi cổ phiếu FPT, vì đây cổ phiếu ngày hôm nay là vượt đỉnh và FPT được cái hỗ trợ với tin tức khá là tốt, đó là sẽ mở nhà máy 200 triệu đô hợp tác với Nvidia đó. Thì chính cái cổ FPT này thì cũng góp phần vào cái đà hưng phấn của thị trường ngày hôm nay và tác động đến rất nhiều cái nhóm ngành cổ phiếu khác ngày hôm nay phục hồi, như là nhóm ngành bất động sản cũng như là nhóm ngành chứng khoán, đúng không ạ? Đó thì chúng ta thấy là với cái sự phục hồi nó cũng chưa có đạt như vậy, tức là chưa đủ cái độ gọi là bùng nổ, cũng như là cần phải là nhiều cái cổ phiếu. Tôi nghĩ là nếu mà xác nhận đấy thì những giống như những cái phiên này đó thì phải có những cái số lượng cổ phiếu mà trần tím á, và gọi là không có người bán, không có dư bán này, nó phải là rất là lớn, đâu đó nó phải là tầm khoảng 80 đến 100 mã, đúng không? Tức là nó phải tương đương với cái phiên sàn này là hơn 100 mã sàn đó. Thì khi mà chúng ta phục hồi đó, nếu mà chúng ta xác nhận đáy thì phải có những cái phiên như vậy, tức là ở đây là đáy đáy chữ V này, tức là phục hồi mạnh. Rơi rơi từ đây là chúng ta thấy là khi thị trường khủng hoảng 1.100 thì nó rơi một mạch luôn về 1.020, rơi 80 điểm đó. Tuy nhiên sau đó là phục hồi lại ngay, là quay trở lại 1.100 ngay, tức là đây là cái nhịp rũ cuối cùng đó, và khi đó là sẽ tạo đáy chữ V đó. Thì phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cũng chưa được đạt điều kiện như hôm nay, như cái phiên này đó, nên là gọi là xác nhận tạo đáy thì sẽ nghĩ là còn quá sớm để chúng ta nghĩ như vậy. Và nếu mà thị trường muốn tạo đáy thì chúng ta mua được chưa thì tôi nghĩ là cũng không có cần là chúng ta phải, giả sử đây là đáy, giả sử là 1.165 chúng ta có hai đáy ngắn ở đây là ví dụ là đáy, thì chúng ta cũng chưa cần vội với phiên ngày hôm nay, là chúng ta sẽ sợ bỏ lỡ cơ hội, sợ là chúng ta bị đứng ngoài, đúng không? Tại vì chúng ta thấy là sau một cái nhịp mà nó rơi như thế này, nó rơi như thế này tạo đỉnh xong rồi rơi đó, thì chỉ mới một tuần thôi, một tuần vừa rồi thôi, và nay là cái tuần đầu phục hồi, cái tuần này là cái tuần là hiện tại vẫn đang là cái tuần xanh điểm nha, xanh điểm. Thì mới là tuần trước là rơi, tuần này phục hồi thôi, thì cái khoảng thời gian nó rất là gần nhau.
đó. Và thường một hai cái con sóng, hai con sóng mà nó kế tiếp nhau á, thì nó sẽ không phải là nó nhanh như vậy được. Tức là mới tuần trước là thị trường gãy trend thì ngày tuần này là phục hồi và sau đó là đi lên và một hình thành một con sóng mới, là ví dụ là lên là 1250 hay là 1300 gì đó, thì sẽ nghĩ là nó rất là ít, không có cái kiểu mà đánh như vậy đó, tại vì không có đủ thời gian để nhà tạo lập họ gom hàng trở lại sau khi họ xả hàng nha. Họ xả hàng ra, xả rất là mạnh, bán những rất mạnh những cái phiên này thì chưa đủ thời gian để mà họ gom lại nghe ngay đâu, và chỉ mới có một cái phần nhỏ để mà lướt sóng thôi. Tức là họ sẽ gom và họ lướt sóng đó, tức là chúng ta mua vào ở những cái phiên mà nó phục hồi lên như thế này đấy, thì chúng ta rất là dễ là trúng hàng của họ, bán ra họ lướt sóng và sau đó là thị trường sẽ có những cái nhịp chúng ta điều chỉnh lại, hoặc thậm chí là đó, Sơn vẫn không loại trừ cái kịch bản đó là thị trường nó còn rụt thủng cái vùng 1165 này anh chị đó. Hiện tại thì Sơn có hai kịch bản, là một là thị trường hồi lên sau đó sẽ bắt đầu là test lại đó, test lại cái những cái vùng là 1170 1180 này đó. Và sau đó tích lũy một thời gian rồi bắt đầu mới hình thành một con sóng mới, đó là trường hợp tích cực. Còn trường hợp tiêu cực là thị trường có thể là nó chỉnh lại và nó suy yếu, và hoặc là có những cái tin xấu gì đó thì thị trường nó tiếp tục nó thủng cái đáy này luôn đó. Nên là chúng ta với cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng gọi là giải tỏa cho những nhà đầu tư chúng ta bị gọi là đang kẹp hàng á anh chị, đang kẹp hàng và đang lo lắng là bị call margin, bị short sale đó, thì đó là có cái phiên ngày hôm nay giải tỏa cho chúng ta, và chúng ta có thể có cái cơ hội chúng ta bán giá tốt để mà chúng ta hạ cái bớt cái tỷ trọng của chúng ta. Nếu ai còn margin thì phải nên bán để mà thoát hết margin đi. Thì theo Sơn thì khi thị trường nó đã có một cái xu hướng nó gãy như thế này thì chúng ta đánh tối đa chỉ đánh tiền mặt thôi đó, chứ không nên dùng margin gì trong cái đoạn này nữa. Nên là hồi lên là chúng ta phải tuyệt đối chúng ta xử lý margin đó, còn hoặc là những anh chị bị kẹp đó nhiều cổ phiếu thì chúng ta phải cần phải cơ cấu lại cái danh mục của chúng ta và bán những cái cổ phiếu yếu đi, và chúng ta cơ cấu bớt đi để mà đến khi là thị trường nó có chỉnh lại thì chúng ta là lúc đó cái sức mua chúng ta lớn, chúng ta dễ dàng chúng ta xử lý, cũng như là cái tỷ trọng của chúng ta lúc đó nó cũng thấp thì cái rủi ro nó sẽ bớt đi. Còn nếu mà trường hợp mà anh chị là muốn chờ một cái tất toán cái tài khoản để mà chờ một cái nhịp sóng luôn mới luôn á, thì chúng ta cũng là tận dụng cái nhịp hồi lên này để ta trước tiên chúng ta bán hết đi đã, sau đó là chúng ta mới canh một cái nhịp chỉnh lại và xem xét là cái khả năng nó hình thành sóng mới nó có nhanh hay không, và nó chúng ta sẽ đánh vào những cái cổ phiếu nào. Tại vì thị trường khi nó hồi nó cũng có sự phân hóa anh chị, sẽ có mã hồi khỏe, có mã hồi yếu đó. Nên là đây là cũng là ngày mai ngày kia vậy đó. Nếu tiếp tục hồi hai phiên thì càng tốt, còn hoặc không thì trong vòng sáng mai đó thì chúng ta phải canh cái giá tốt để chúng ta ra bớt, để nếu chúng ta đang kẹp hàng và chúng ta cơ cấu tài khoản. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy ngoài FPT là cổ phiếu vượt đỉnh đi, thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu tăng mạnh thì hôm nay chủ yếu là nhóm bất động sản, thì chúng ta thấy là có GVR đi, GVR thì cổ phiếu này cũng đã bị gãy rất là nhiều, gãy rất là mạnh rồi thời gian vừa qua, nên là đây phục hồi nha, đây một cái nhịp phục hồi thôi đó. Và khi GVR lên lại cái vùng quanh 30 này thì nó lại là một cái vùng cản này đó, cũng như là những cái cổ phiếu như DIG thì ngày hôm qua là cái cổ những cổ phiếu bất động sản là cổ phiếu giảm nhiều nhất thị trường trong phiên ngày hôm qua, thì hầu như DIG thì bây giờ mới quay trở lại cái vùng giá, mà tức là trong cái tuần này thì DIG cũng chưa phải là một cái tuần tăng điểm tốt của DIG đúng không ạ? Tức là chúng ta là DIG đã mất một cái phiên ngày hôm qua và hôm nay là phục hồi đó, mặc dù là tím đi nhưng mà nó chỉ là gọi là chúng ta nhìn này chưa tăng được bao nhiêu đó. Tại vì cái phiên này thì hầu hết là nhiều cái cổ phiếu chúng ta ví dụ xem dòng chứng khoán này đó, so với đáy phiên này đi thì phục hồi lên khá là nhiều đó. Thì thật ra thì chúng ta thấy là ngày hôm nay là trần tiếp nhất là chúng ta thấy là chỉ có dòng bất động sản mà DG, đất xanh đó, đất xanh TC, TCH đúng không, là những cái cổ phiếu mà nó tím thôi, còn lại là chúng ta thấy là các cổ phiếu khác thì nó cũng chỉ xanh thôi hoặc là xanh nhẹ thôi đó. Thì những cổ phiếu bất động sản thì là những cổ phiếu ngày hôm qua nó giảm, hôm nay nó gọi là tăng bù trở lại. Còn chúng ta chỉ chú ý thêm cái nhóm mạnh đó. Nhóm mạnh là chúng ta xem là HCM là bất động là nhóm chứng khoán, tại vì nhóm chứng khoán đã có gọi là tính ra là hai phiên hồi rồi nha, phiên này hồi này.
đó phiên ngày hồi đó. Thì bây giờ là nhóm HCM thì chúng ta thấy là lên đây là cũng ngay vùng cản đó, nhưng mà chú ý là chúng ta lên đây đó kẹp hàng thì chúng ta sẽ xử lý cái vùng này. Lên đây là cái vùng kháng cự nha, chắc chắn là HCM là sẽ gặp áp lực bán rất là mạnh tại quanh cái vùng 28 này. Rồi chúng ta có VCI đó, nếu ngày mai tiếp tục tăng lên vùng là 48 49 cũng là cái vùng cản đó. Quay quay lại test cái đường EMA 50, đường màu xanh xanh lá này đó, các cổ phiếu chứng khoán hoặc là FTS đó, thì cũng quay lại cái vùng cản trên này 56 56 57 đó, đang là cái cản của FTS đó. Thì dòng chứng khoán ngày mai chúng ta bắt đầu là thấy là quay lại cái cản rồi đó, là sẽ áp lực bán khá là nhiều nha. Và đa phần các cổ phiếu trên thị trường thì chúng ta thấy là đều như vậy, đều là bây giờ giảm sâu bật lại đi thì trước tiên là sẽ gặp khó, tại vì là cái lượng hàng kẹp ở trên còn khá là nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đa phần các vol các cổ phiếu thì nó không có lớn và không có cao, không có đột biến đó, kể cả những cái mã là như là DG trần đi đó, thì so với những cái phiên phiên giảm này thì vol cũng rất là ít, tức là cái lực bán tạm thời nó bị yếu đúng không? Lực bán tạm thời nó không còn ở những cái vùng giá này nữa nên là nó dễ nó hồi. Tuy nhiên thì khi nó hồi lên thì nó sẽ bắt đầu nó gặp cái lực bán thôi, tức là lên vùng 29-30 là sẽ gặp cái lực bán nó bắt đầu nó to dần, hoặc nếu mạnh hơn nó hồi lên hơn nữa đi thì nó sẽ càng mạnh, tại vì sẽ còn có những cái lượng kẹp hàng trên này rất là lớn, cũng như là sẽ thêm một cái lực đó là lực bán chốt lời của những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư có thể họ mua ở đây và họ chỉ mục đích là họ lướt T cộng đó, thì khi chúng ta đi lên đó, nó sẽ khác anh chị ha, nó sẽ khác với cái giai đoạn là chúng ta cổ phiếu sau khi quá trình nó tích lũy dài đó, tức là cái vùng này tích lũy để gom hàng đó của đội lái đúng không? Họ gom hàng rồi họ đánh vào, thì khi đó cổ phiếu nó lên nó dễ hơn đúng không? Tại vì chúng ta thấy là gom hàng và tạo những cái vùng rung rũ như thế này thì đa phần nhà đầu tư nhỏ chúng ta sẽ bị mất hàng trong vùng này, chúng ta chán nản quá, ôm lâu quá, và trong khi thị trường đi lên một mạch VN ở cái vùng 1120 thì DG cũng 27x, và khi VN ở lên lên vùng là 1260 là tăng 140 điểm rồi thì DG cũng chỉ 27x thôi, thì sẽ bán sạch trong cái vùng này rồi đó, thì khi đó cổ phiếu nó rất là dễ nó kéo lên và rất là dễ tăng. Tuy nhiên thì nó sẽ là ngược lại cái trường hợp này, tức là có hai chiều nha, chiều lên và bây giờ là đang ở chiều xuống đó, thì khi chiều xuống đi lên nó sẽ gặp cái lực, có hai cái lực bán, thứ nhất là những nhà đầu tư còn kẹp hàng ở phía trên, thứ hai là những nhà đầu tư bắt đáy ở đây, tại vì họ sẽ không có muốn nắm giữ giống như là họ mua được những cái mốc ở đây và họ nắm, tại vì khi đó cổ phiếu nó đang còn cái sức mạnh, còn ở xu hướng thì ở đây thì họ sẽ chốt ngắn, tức là không kỳ vọng nhiều hơn, không có dễ mà cầm được hàng như là bên này, rất là dễ là thị trường rung lắc này kia là họ chốt ngay, tại vì khi bắt đáy được chúng ta giai đoạn này chúng ta thấy là lãi 5% 7% là rất là tốt rồi, sẵn sàng bán luôn đó, nên là chúng ta thấy là khi mà nó xuống như vậy thì cổ phiếu phục hồi lại nó sẽ rất là khó. Ngày hôm nay chúng ta chỉ thực ra thì chỉ có FPT là chúng ta nổ vol là đẹp thôi, thuyết phục thôi, còn lại là chúng ta thấy là các cổ phiếu nó cho dù nó trần đi ngày hôm nay nhưng mà khối lượng của nó không có cao nha, chứng tỏ là không có một cái dòng tiền lớn nó vào nó đánh lên, mà chỉ đơn thuần là cổ phiếu nó rơi sâu và đến những cái vùng là bắt đầu là cái lực bán nó yếu rồi đúng không ạ, thì nó hồi thôi nha. Lực bán yếu và lực bắt đáy ở đây những cái vùng này nó nhiều thì bắt đầu là lực bán cạn rồi thì nó hồi thôi, tuy nhiên thì nó hồi lên bắt đầu là cái lực bán nó mới tăng đó, thì chúng ta thấy là vô ngày hôm nay đất xanh trần nhưng mà vô rất là thấp đó, thì thường những cổ phiếu này nó cũng chỉ hồi phục T cộng thôi, rồi để nhà đầu tư để chúng ta còn kẹp thì chúng ta bán ra, những nhà đầu tư chúng ta mua bắt đáy được thì chúng ta sẽ chốt lời đó, nó chỉ thuần một cái nhịp như vậy thôi, chứ không chúng ta khó mà hình thành một con sóng ngay được anh chị. Đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó đều đang như vậy, kể cả cái dòng là xin cho rằng là cái dòng ngân hàng là hiện tại tại cái dòng nó đang giữ giá tốt nhất luôn chị, nhưng mà nó cũng gọi là không đẹp đó, ví dụ ICB đi đang giữ, tính ra là từ đỉnh những cổ phiếu này giữ giá rất là tốt rồi đó, tuy nhiên nếu mà khả năng là cũng
cái dòng này nó cũng chỉ là đang sideways, đang giữ cố giữ giá thôi, MBB thôi, về đây nè, hỗ trợ em 200 thôi. Ngày hôm qua cũng bị bán khối lượng lớn, đó, nay phục hồi lên, đó thì phục hồi là có phục hồi lên thì cũng sẽ lên những vùng này là đó, lại gặp những cái lượng kẹp hàng ở trên này lại bị bán, đó, lại có lực cung ra CTG kiểu vậy, đó thì chúng ta thấy là dòng ngân hàng là dòng giảm ít nhất, đúng không ạ? Đó, còn bất động sản chứng khoán thì thôi giảm mạnh rồi, đó thì hoặc là đầu tư công hoặc là các cái nhóm ngành mid cap khác giảm nhiều rồi, dầu khí rồi cũng giảm mạnh rồi, đó thì chỉ có ngân hàng là còn là gọi là giảm ít nhất đó, thì mà chúng ta thấy cái trạng thái thì cũng không có ủng hộ cho một cái xu hướng tăng mạnh ngày, nên là thị trường chúng ta thấy là đoạn này là phục hồi lên là chúng ta cẩn thận. Nếu mà chúng ta mua xanh nha, tôi nghĩ là mua xanh ngày hôm nay, mua tím ngày hôm nay thì cái xác suất mà có lãi thì sơn nghĩ cũng là 5 năm thôi, không không có cao đâu đó, nên là đặc biệt và nếu ngày mai chúng ta còn đi mua xanh nữa thì sơn nghĩ là nó không có hợp lý, và nếu mà chúng ta cầm tiền thì sơn nghĩ là cứ tiếp tục kiên nhẫn thêm, tại vì không có kiếm được đoạn này thì chúng ta kiếm đoạn sau, chứ không có vội gì trong một cái thị trường như thế này chúng ta mạo hiểm, tại vì chúng ta phải cẩn thận là đó, giống như là những cái giai đoạn 2023 đó, thị trường nó cũng sẽ có những cái nhịp nó bull lên, nó hồi lên, hoặc đoạn này bull lên hồi lên đó, nhưng tuy nhiên thì nếu mà dòng tiền nó yếu, nó không có vào được thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vol của chúng ta là vol yếu nè, vol xanh yếu nè, thì nó sẽ giống, nếu mà giống như đoạn này đi đó, cho dù có những phiên tăng xanh liên tiếp, tăng điểm liên tiếp, nhưng mà cái khối lượng thấp thì nó rất là dễ nó sẽ rơi lại, mà nó rơi thì nó sẽ rơi rơi mạnh à, những cái nến này là rơi mạnh đó, nên là có mua được hay chưa thì Sơn, quan điểm của Sơn bây giờ Sơn vẫn đề cao cái sự thận trọng hơn, tức là chưa cần mua, và phục hồi thì những anh chị nếu còn kẹp hàng thì chúng ta phải lưu ý, đặc biệt là nếu có margin thì phải tuyệt đối xử lý margin trong giai đoạn này nha, không có được giữ margin, tại vì thị trường nó đã mất cái trend, gãy trend ngắn hạn rồi, thì chúng ta dùng margin và chúng ta mua thêm ở những cái phiên, ví dụ ngày hôm nay chúng ta thấy à thị trường hồi đẹp quá, tăng mạnh quá thì chúng ta đang vun cổ rồi chúng ta lại dùng margin chúng mua thêm là chúng ta là sai nha. Đó, margin chúng ta chỉ sử dụng khi mà nó có một cái xu hướng lên nó tốt và chúng ta sẽ gia tăng cái margin ở trong cái đoạn như thế kiểu như thế này, còn đoạn này nó đã gãy xuống như thế này và đang gọi là hồi lên thôi thì chúng ta không có được dùng margin chúng ta mua thêm, tại vì thị trường nó biến chuyển rất là nhanh, nó sẽ thay đổi rất là nhanh, và trong những cái nhịp giảm thì thường sẽ thấy là không bao giờ nó chỉ có một nhịp như vậy mà nó giảm mà nó lên luôn, thị trường lên luôn được ngay, hoặc là giảm như vậy xong sau đó tích lũy, nên là Sơn cho rằng là khả năng thị trường nó còn thủng lại là nó còn lớn nha, tại vì ít khi đó giống như 2023 này, đó, một nhịp như vậy thì đó khi nó hình thành một cái vùng như thế này thì chúng ta cũng cũng sẽ kỳ vọng là nó sẽ đã xong rồi, đúng không? Đó đã xong rồi, tức là ở đây xong nó giảm xong bắt đầu gọi là đây một cái vùng tích lũy đi. Đó, thì nhiều người cũng kỳ vọng tích lũy nhưng không, đánh thủng đáy luôn. Không tích lũy được. Đó, đánh đáy. Tính ra là chúng ta thấy là thị trường nó phải có hai nhịp giảm lớn. Đó, một nhịp giảm từ đây 1 2 5 3 mà về về đây là 1.100, tức là 150 điểm. Đó, sau đó hồi lên và tiếp tục là rơi đâu đó là khoảng 1.160 mà 1.20 cũng gần 150 điểm nữa, thế là hai nhịp đó, hiện tại chúng ta chỉ có một nhịp thôi, thế chúng ta cẩn thận nếu mà có nhịp thứ hai đó, hoặc là như 2021 thì tức là kể cả trong một cái giai đoạn uptrend lớn, uptrend mạnh, tăng mạnh đi thì thị trường nó cũng sẽ có những nhịp hồi lên sau đó nó lại là giảm tiếp, gãy tiếp như thế này đó, nên là tạm thời là chúng ta thấy là nó tương đối là nó khá là xấu, mà và chúng ta thấy là những cái đoạn này là nó rơi, nó còn cách EMA 50, EMA 50 lúc đó cũng còn đang đi lên nha anh chị, đó đường màu xanh này vẫn đang đi lên và nó rơi và sau đó nó gãy thủng EMA 50 mà nó sẽ phục hồi, là tại vì cái trend nó còn mạnh và xu hướng nó còn mạnh thì nó lên lên tiếp đó, thì hoặc là như cái đoạn này đi đó phục hồi đi thì vẫn có thể là thêm một cái nhịp giảm nữa đó, nếu trường hợp như thế này.
Và hiện tại là chúng ta thấy cái đường MA50 của chúng ta là nó không có mạnh như cái trend 2021 đó, thì nó đang bắt đầu là nó đi ngang rồi, và nếu mà đó, nó cứ biến động ở vùng phía dưới này thì nó sẽ dần dần nó đi xuống. Còn MA20 thì đang 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 cắm xuống rồi, tức là MA10 chúng ta đã cắt xuống MA 50 rồi, và bây giờ là MA20 bắt đầu là cũng đang có một cái điểm. Ngày mai là MA20 sẽ thấp hơn MA50 thôi. Đó thì với một cái xu hướng như vậy là không, chúng ta đã bị gãy cái xu hướng trend ngắn hạn và trend trung hạn, đúng không? Tức là chạc tuần á, chúng ta là gọi là trend trung hạn thì vẫn đang trong một cái xu hướng. Đây là một cái phiên giảm mạnh, cái tuần giảm mạnh khối lượng lớn, đây là một cái tuần phục hồi nhưng mà hiện tại đang khối lượng nhỏ, thì nó vẫn đang gọi là nhịp chỉnh trung hạn nha anh chị. Trên dài hạn chúng ta vẫn còn nha, trên dài hạn vẫn còn, nhưng mà trung hạn thì chúng ta gọi là chưa xong nhịp chỉnh trung hạn đâu đó, nên là chúng ta thấy là đừng có một hai phiên xanh như vậy là chúng ta nghĩ là xong đó, thị trường nó sẽ mất hàng tuần đó, vài tuần, để mà ít nhất là nếu mà tạo đáy thì phải là vài tuần, thậm chí là ở đây mới một tuần thì chúng ta phải thường nó có thể là nó sẽ mất là 1 đến 2 tháng luôn đó, tức là 4 đến khoảng 8 tuần luôn mới xong cái nhịp chỉnh trung hạn. Tại vì chẳng có ai mà gãy một cái tuần như thế này mà sau đó phục hồi lên được ngay, tăng ngay, hoặc là phục hồi gãy một tuần như thế này sau đó thường sẽ đi ngang, thì Sơn thấy cũng hồi lên sau đó đi ngang thì Sơn thấy cũng ít, mà đa phần là gãy hồi rồi lại là tiếp tục là giảm tạo cái đáy mới thì mới xong được. Thì lịch sử thì chúng ta thấy là toàn là như vậy thôi, chứ không có ít khi mà không chưa thấy luôn, chưa thấy mà với một cái nến tuần như thế này mà thị trường nó phục hồi và thậm chí là nó vượt đỉnh được 1.300, thì chúng ta thấy là không thể nghĩ được sớm sống trong cái giai đoạn ngắn sắp tới được, nó sẽ càng còn rất là lâu mới 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 vượt được. Nếu mà nó kể cả nó vượt được trong năm nay thì có phải rơi vào trong cái nhịp quý 3, quý 4, chứ không có thể là khó rồi, không có thể nào trong quý 2. Bây giờ chúng ta đang ở quý 2 đúng không ạ, trong cả tháng đầu của quý 2 đó, là mà anh chị chú ý nha. Nếu mà cái vị thế của chúng ta cầm tiền thì chúng ta có thể kiên nhẫn thêm, chưa cần vội vàng đâu. Cầm cổ phiếu thì chúng ta phải lưu ý là về tỷ trọng margin, về về cơ cấu danh mục đó, thì cơ hội đây, tức là những cái phiên vừa rồi là chúng ta thấy thị trường nó giảm nhiều quá, giảm nhanh quá, chúng ta không kịp xử lý, chúng ta không kịp làm gì cả, cứ giảm rồi ngày nào cũng đỏ không, thì không không kịp xử lý. Thì bây giờ là cái cơ hội của chúng ta, cơ hội chúng ta cơ cấu, chúng ta bán, chúng ta cơ cấu, chúng ta hạ margin, hạ hết margin rồi chúng ta cơ cấu danh mục, chứ không phải là chúng ta thấy bây giờ là chúng ta đang kẹp hàng mà cổ bây giờ là tăng một phiên chúng ta lại 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 mua thêm và lại dùng margin lại mua thêm, thì cái đó là sai hoàn toàn anh chị chú ý. Cái vùng và cái vùng cản đó thì Sơn nghĩ là tầm 120 đến 1220, ngày mai thì khả năng là sẽ đi vào cái vùng kháng cự này luôn rồi, thì chúng ta xem cái diễn biến phiên ngày mai như thế nào. Ngày hôm nay thì cũng có một cái tích cực, đó là nước ngoài họ mua rồi, tuy nhiên thì cái quá trình này nó cũng phải trên đây là thống kê là đang bán ròng nhưng mà do bán thỏa thuận cái chứng chỉ quỹ này thôi đó, thì bán thỏa thuận thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy là tiếp tục cái y các quỹ ETF họ rút rút vốn đó. Hôm nay thì ETF rút vốn là gần 1.000 tỷ anh chị, đó thì đó là cũng là một cái phản ứng, gọi là một cái tin, gọi là cũng không tốt đâu, mặc dù hôm nay là thị trường xanh điểm nhưng mà những cái tin là ETF rút tiền là Sơn nghĩ không có tốt. Tại vì nguyên nhân của đợt sập này, tại vì mới thấy là khối ngoại họ bán quá nhiều rồi, và khối ngoại bán nhiều là cũng tập trung nhiều vào các quỹ ETF, ví dụ như quỹ ETF của DC Diamond đó, rồi quỹ ETF VN30 ETF, thì các quỹ này rút mạnh, rất mạnh từ đầu năm đó, thì gián tiếp gây nên cái việc là bán ròng. Tại vì khi họ rút tiền như vậy thì họ phải đồng thời là phải phải bán các cổ phiếu trong danh mục để mà rút tiền ra trả nhà đầu tư. Thì bản chất ngày hôm nay phiên mua ròng trên thị trường khớp lại đó, thì nhưng mà so với một cái xu thế bán ròng rất lớn và kéo dài thì đó, ở đây có một phiên mua ròng, và đã để một phiên ròng tầm 5 6 700 tỷ thì nó cũng chưa có gọi gì, gọi là thấm gì cho với cái nhịp bán của họ, nên là chúng ta cũng không có dựa vào cái yếu tố đó để mà chúng ta quay trở lại ngay. Vẫn nên thận trọng là chủ yếu trong giai đoạn này nha các anh chị. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha, hẹn gặp lại video tiếp theo.